Harry quên lần đầu lên tiếng về vụ đụng độ với Trấn Thành và tin đồn ly hôn, có gì đâu mà sợ. Sau loạt tin đồn ồn ào về chuyện ly hôn rồi hợp đồng hôn nhân, Trấn Thành và Harry quên đã chính thức trở lại và đáp trả mọi thị phi bằng âm nhạc. Trấn Thành và Harry quên là hai ngôi sao hút truyền thông thời gian qua khi phải đối mặt với nhiều tin đồn về cuộc sống hôn nhân. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ cũng đối diện với bệnh tật nên đã ngưng làm việc tập trung điều trị một thời gian dài. Suốt thời gian đó, Trấn Thành vẫn luôn bên cạnh và đồng hành cùng Harry Won. Thế nhưng thị phi vẫn bủa vây nữ ca sĩ người Hàn. Khi ra mắt ca khúc Như Anh Đã Mong Chờ, cô lại đụng độ với ông xã Trấn Thành cũng mới tung MV Chưa Đủ Để Giữ Em. Từ trước đến nay, màn cạnh tranh giữa hai vợ chồng trong cùng một lĩnh vực là điều rất hiếm xảy ra tại showbiz Việt. Đáng nói hơn, cách đây không lâu, Trấn Thành và Harry Won đều từng lên tiếng bác bỏ tin đồn hôn nhân rạn nứt. Vì thế, việc cả hai cùng tung sản phẩm cùng một thời điểm càng khiến công chúng tò mò và bàn tán nhiều hơn. Tuy nhiên, Harry Won cho biết việc này không phải cố tình sắp xếp để tạo dư luận, mà lịch trình cả hai đều đã lên trước đó và không thể thay đổi. Về việc chạm trán nhau trên đường đua âm nhạc, cô hài hước nói, có gì đâu mà sợ, có ra thì ra thôi. Với ca khúc Như Anh Đã Mong Chờ, Harry Won trở lại với pop ballad đầy sâu lắng cùng MV được đầu tư khủng nhất trong sự nghiệp của mình. MV được quay hoàn toàn tại Hàn Quốc. Đặc biệt, ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ người Hàn Sito, bạn thân của Trấn Thành là Trịnh Thăng Bình viết lời Việt. Còn Trấn Thành sau rất nhiều lần khoe giọng hát thì đã tung hẳn MV Chưa Đủ Để Giữ Em để thỏa mong ước ca hát. Đây cũng là sáng tác mà Vương Anh Tú từng chia sẻ viết cho Trấn Thành tại The Masked Singer Việt Nam. Mặc dù luôn có nhiều tranh cãi về giọng hát, nhưng Trấn Thành vẫn không ngừng bày tỏ niềm đam mê của mình với âm nhạc. Với màn thể hiện đầy da diết, cho thấy sự đầu tư và tâm huyết của anh dành cho sản phẩm lần này. Tạo hình cổ trang của dự án cũng mang đến một khía cạnh thú vị của nam danh hài này. Sự cạnh tranh thú vị giữa cặp đôi này khiến nhiều người thích thú. Dù vẫn có nhiều tranh luận về hai sản phẩm âm nhạc này nhưng Trấn Thành và Harry Won vẫn là những nghệ sĩ đầu tư cho nghệ thuật. Lần ra sản phẩm này, Harry Won cũng xuất hiện một mình vì Trấn Thành bận chạy dâu nhưng anh vẫn dành tình cảm cho vợ. Bằng chứng là nam danh hài vẫn gửi video chúc mừng vợ. Nhưng trước những xăm soi dồn dập, cô đã lên tiếng về mối quan hệ của hai vợ chồng mình. Tôi không buồn vì người lên sân khấu là Harry Won, còn anh ấy là Trấn Thành. Tôi muốn mọi người đón nhận tôi một cách độc lập. Dù anh ấy không xuất hiện cùng Harry, ai cũng có công việc riêng. Tôi cũng thích như vậy, tôn trọng công việc của nhau. Harry Won cũng nói về việc giọng hát vẫn chưa rõ ràng sau hơn 9 năm làm nghề tại Việt Nam. Tôi lúc nào cũng muốn hoàn chỉnh và tốt nhất nhưng vấn đề do mình bị quen kiểu phát âm như vậy. Tôi vẫn đang cố gắng thay đổi qua từng sản phẩm, hát tròn chữ, phát âm rõ hơn. Có thể 100% không thể hát như người Việt nhưng sẽ thấy Harry Won ngày càng tiến bộ. Tôi biết khả năng của tôi không giỏi như những người khác nhưng khán giả sẽ nhìn nhận mình. Còn về căn bệnh đang điều trị, Harry Won cũng bày tỏ, đó là một cú sốc vì tôi rất khỏe nhưng lại bị bệnh như thế. Có thể do thể lực yếu đi vì làm việc quá nhiều nên phải ráng tập thể dục thêm. Thật ra đến giờ, tôi vẫn đi điều trị. Ít nhất 3 tháng nữa vẫn sẽ tiếp tục trị. Tôi cảm thấy buồn hay không buồn cũng không giải quyết được mà phải ráng vượt qua thôi. Phải tích cực lên, buồn hay khóc cũng không thay đổi được chuyện đã xảy ra được. Hiện Harry hồi phục khoảng 90% vẫn cảm thấy cơ mặt vẫn hơi khó chịu khi cười. Tôi mong rằng một ngày nào đó sẽ có nụ cười tốt hơn. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đăng ký kênh để nhận thêm nhiều tin mới từ Top Hot Channel.